Cơm chay thân mật tại chùa Hồng Danh. Chùa Hồng Danh và Hội Từ Tâm kính mời quý đồng hương Phật tử về chùa nhận cơm chay tu gô, viếng chùa lễ Phật vào ngày rằm tháng 2 năm Tân Sửu, nhằm ngày thứ Bảy 27 tháng 3 năm 2021, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều tại chùa Hồng Danh, 1129 Bo Harbourway, San Jose. Lưu ý, chùa chỉ giao phần cơm chay đến quý đồng hương, chứ chưa được phép tiếp quý vị dùng cơm tại chùa, mong quý đồng hương hoan hỷ. Chương trình này được cúng dường bởi gia đình Dầu Lê. Tỳ kheo Thích Quảng Thường trân trọng kính mời.